Houston, Texas là thành phố có đông người Việt sinh sống đứng thứ ba ở Mỹ. Nơi đây cũng có một lễ đồi Sài Gòn dọc đại lộ Bel Air nổi tiếng, nơi có bản tên đường tiếng Việt và các cơ sở thương mại của người Việt cũng ngày càng ăn nên làm ra ở vùng đất này. Houston là thành phố lớn nhất Texas, tiểu bang có cộng đồng người Việt lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ. Vào những năm 1980, cộng đồng người Việt cũng có một lễ đồi Sài Gòn nho nhỏ ở trung tâm downtown Houston. Nơi đó có một số cơ sở của người Việt như nhà hàng, tiệm vàng và các cửa hàng khác. Khoảng đầu năm 2000, một người Việt gốc Hoa mua đất ở khu đại lộ Bel Air để xây ngôi chợ đặt tên là Hồng Kông Food Market, chuyên bán thực phẩm và đồ đạc phục vụ người Việt. Thời điểm bấy giờ, đại lộ Bel Air chỉ là một khu đất đồng không mông quạnh, nhưng từ khi có chợ Hồng Kông Food Market, khu đại lộ Bel Air dần có diện mạo mới. Đại lộ Bel Air cũng có tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đầu tiên ở Texas, được đặt trong khuôn viên Universal Shopping Center. Khu Bel Air cũng nổi tiếng với các bản tên đường bằng tiếng Việt để vinh danh người Việt Nam và các anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 11 năm 2015 là lễ khánh thành bản tên đường tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và đại lộ Sài Gòn là bản tên đường đầu tiên được đặt ở đại lộ Bel Air. Khoảng thời gian đó, bản tên đường tiếng Việt lớn bằng bản tên đường tiếng Anh và treo ngang nhau ngay đèn giao thông gây nhầm lẫn và cũng tạo nhiều xáo động với các sắc dân khác. Sau nhiều hội họp, bản tên đường tiếng Việt được làm lại nhỏ hơn. Vào hôm 22 tháng 11 năm 2021, các bản tên đường tiếng Việt được thiết kế mới, có những dấu ấn lịch sử được gắn lại dọc theo đại lộ Bel Air. Các bản tên này được treo bên hông cột đèn chứ không treo ngang bằng bản tiếng Anh như trước đây. Ông Đinh Quang Tiến, sống ở Texas từ năm 1979, là người chứng kiến sự phát triển của cộng đồng người Việt từ những ngày sơ khai, cho biết lễ đồi Sài Gòn nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Kể từ khi người Việt Nam mình bắt đầu đến tị nạn ở nước Mỹ này, cũng như tại thành phố Houston này đông đảo vào những thập niên năm khoảng 90-95 cho đến năm 2000, thì những cơ sở thương mại cũng bắt đầu phát triển từ khu downtown Houston và trở về qua cái khu Bel Air này. Thì nhất là kể từ khi mà chợ Hồng Kông được xây cất tại đường Bel Air này và sau đó là cái khu thương mại Universal Shopping này đó, thì các cơ sở thương mại của người Việt Nam mình ở downtown cũng theo nhau từ từ dọn về cái khu Bel Air này và làm cho cái khu Bel Air này càng ngày càng phát triển. Thêm vào đó, những thập niên sau này thì một số đông người ở các tiểu bang khác có đời sống đất đỏ như là ở Cali, ở Washington, ở DC, ở Seattle hoặc là những thành phố khác. Họ cũng dọn về Houston này bởi vì thành phố Houston này có cái đời sống tương đối là nó thấp hơn, nhẹ nhàng hơn, giá sinh hoạt nó rẻ hơn ở các nơi khác, nhất là bên Cali. Cũng chính vì giá cả có vẻ bớt đắt đỏ nên các chủ doanh nghiệp từ khắp nơi cũng lấn sân mở tiệm ở Houston, đơn cử như các thương hiệu nổi tiếng của người Việt tại miền Nam California như Seven Leaves, giò chả Đức Hương, trà sữa Bamboo. Sự cạnh tranh các thương hiệu cũng gián tiếp đẩy mạnh phẩm chất sản phẩm, khiến các cơ sở và hàng quán ngày càng phát triển. Ông Stephen Lee, người sáng lập công ty Redland Leasing and Management và là một đại gia bất động sản gốc Việt ở Houston, cho biết lễ đồi Sài Gòn nơi đây phát triển chóng mặt mấy năm gần đây. Bên Cali, sự thật là tụi con leasing nhiều, mướn nhiều. Bên đây ha, Việt Nam mình ổ hết à. Mình ổ bất động sản hết à. Cái chứ bên Cali đó, là thường thường là mình chia này ha, rồi leasing, cũng như là Phước Lộc Thọ, mấy cái lớn lớn, nói chung hầu như đó là của người ta. Việt Nam bên đó thì theo chú nhìn thấy là họ bằng chỗ làm gì, về nhà, rồi lời còn, còn bên đây đó, Việt Nam mình ổ hết. Việt Nam mình rất là doanh nghiệp, rất là phát triển, nói thật là về vấn đề trên mọi phương tiện, nhất là vấn đề bất động sản. Tại vì nói trắng ra không biết sao nhưng mà Cali qua đây rất là nhiều. Tại vì sao? Mình dòm cái cách về vấn đề nhà cửa. Thì chứ có mấy người, mấy cái cô, mấy người thân nó làm, họ kiếm nhà cửa.
Có nhiều người qua đây mướn ở nhà khoảng 2-3 tháng, rồi đi kiếm nhà mới mua. Bởi vậy cái vấn đề Cali qua đây cũng rất là đông. Sự mời gọi về giá bất động sản cùng sự phát triển của Little Sài Gòn cũng chính là lý do khiến nhiều người chọn vùng đất hứa Houston làm chốn dung thân.